Đây chẳng qua chỉ là sự cố gắng cuối cùng, bởi một khi đã trúng độc của rắn hổ mang thì Kida đã nhận án tử. Biết con mồi rồi cũng sẽ chết, nhưng sao rắn hổ mang lại tốn sức cắn Kida này nữa? Điều này có liên quan đến nọc độc của rắn hổ mang. Nọc độc của rắn hổ mang có tên là Harithoxin, một nhóm độc tố thần kinh. Nó sẽ làm cho một người khỏe mạnh qua đời sau 30 phút cắn, có thể giết chết một con voi to lớn. Con Kida này cũng không ngoại lệ. Nhưng tất cả nạn nhân của rắn hổ mang sẽ không chết liền. Với con người thì có thể cầu cứu y tế, với con Kida này thì nó vẫn còn sức để di chuyển đến nơi khác. Con Kida này đang chống lại nọc độc của rắn hổ mang một cách mạnh mẽ. Nó đang tìm cách bỏ trốn thật xa kẻ đi săn tàn độc này. Nếu để con Kida thoát được, rắn hổ mang sẽ không biết con mồi chắc ở hướng nào mà tìm. Do đó, nó dùng miệng để khống chế giữ con mồi lại. Theo những gì được biết, con Kida này sau khi trúng độc, nó đã chạy trốn nhiều lần, nhưng cuối cùng vẫn bị hổ mang đuổi theo bắt kịp. Giờ thì con Kida này đã rất yếu, rắn hổ mang sẽ liên tục gặm chặt lấy nạn nhân. Chỉ cần chờ thêm một lát nữa, Kida mất hẳn sự sống. Hổ mang sẽ bước vào bữa ăn.